Hello Khánh Chi. Hello cô. Hello. Okay. How are you today? I'm so excited. You're sad? What's up? I'm excited. Oh, about what? Today I'm going to Saigon. Going back to Saigon. Ah, right. So you study in Saigon? Yeah. Wow. So all the time you study online? Yes. Wow. I don't know that. Okay, I'm sorry. Now we would go to. Oh, you go to Saigon today? Yeah. So is it like crowded again? Crowded? Crowded, you know? Crowded. No. Yeah. So who do you live with in Saigon? I live with my parents, my aunt. Oh, your mom in Saigon? Yeah. Oh, I thought your mom is in Hanoi. No, my mom in Saigon. Oh, okay, very good. So good for you. And we would learn the lesson today. We would learn speaking. Do you see my screen? Yeah. You see my screen? Okay. So today we would learn about hometown. Whoa. Whoa. It's such an accident. So like we learn about hometown and you come back home. Okay. Do you know what is hometown? Hometown is mean. What does hometown it mean? Quê nhà. Rồi, quê nhà. So what's your hometown? My hometown is in Hưng Yên. Now I know your hometown is in Hưng Yên. I thought you was from Hanoi. Yeah. How silly I am. Okay. So, now firstly, you would read a passage, okay? We will see some words here. Okay, so firstly, population. Do you know what that means? Con vẫn nhìn thấy chữ hometown. Okay, thì chắc là đợi một tí. Okay. Okay, you see the words population? Yes, population. Which mean? What does it mean? It mean dân số. Đúng rồi. And coastal? Coastal no, I don't know. Coastal town là một thị trấn ven biển. Coastal là ven biển. Okay. Boats. Boats is mean thuyền. Ships. Ship thuyền. Cũng là thuyền đúng không? Nhưng mà là to. Cái to. Đúng rồi. Turtles. Turtles là con rùa. Chính xác. Okay, now you would read the passage and then translate it. Okay? Okay. My hometown. I come from a small town called Seoul. First of all, it is very green and has many beaches and mountains. My hometown has a very small population and the people are very friendly.
It also has a small city center, downtown area, and you can find many shops and restaurants. For example, seafood restaurants, supermarkets. Furthermore, my hometown is a coastal town as a result. There are many boats and ships, hotels, beehives, made by a small traditional wooden ship factory. In addition, there are many fishermen around, so you can eat many kinds of seafood. It's very hot in the summer and warm in the winter. There are many parks and museums in my hometown. Many tourists visit my hometown in the winter time because of the pleasant weather, and can see the turtles and they are little ones. Okay, now can you translate it? Yes. Tôi để từ một gọi là thành phố nhỏ được gọi là Sir. Trước tiên, đây là một thành phố rất là xanh. Đúng rồi. Rất là xanh và có rất nhiều bãi biển và núi. Thành phố của tôi có rất ít dân số và mọi người ở đây thì rất là tốt bụng và rất là thân thiện. Ở đây cũng It also has a small city center. Nào, cái city center này với lại downtown nó là cùng một nghĩa, là trung tâm thành phố. Nó có nghĩa là nó cũng có một cái trung tâm thành phố nhỏ, khu vực thị trấn nhỏ. Và bạn có thể tìm thấy rất nhiều cửa hàng và nhà hàng. Ví dụ nhà hàng gọi là for example nhà hàng seafood restaurant, supermarket, siêu thị nhà hàng thức ăn biển. Siêu thị nhà hàng đồ biển đúng không? Xa hơn nữa, quê hương tôi là từ nhé. Furthermore, không phải là xa hơn nữa đâu, mà là hơn thế nữa. Đấy, nghĩa nó trừu tượng hơn thay vì là đo khoảng cách. Ok. Hơn thế nữa, quê hương tôi là một thị trấn ven biển. Có rất nhiều tàu thuyền. As a result là gì nhỉ? Cả một cụm này là Do đó có rất nhiều boats, ships. Có nhiều rất nhiều tàu thuyền, đúng rồi. Gọi là thuyền buồm à? Thì gọi là thuyền buồm do một xưởng đóng tàu gỗ truyền thống nhỏ làm ra. Ok, good. Ngoài ra xung quanh có rất nhiều ngư dân. Nên bạn có thể ăn rất nhiều loại cá với giá rẻ. Nó rất nóng vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Có rất nhiều công viên và viện bảo tàng ở đây, ở quê hương tôi.
Nhiều khu khách, à, nhiều du khách đến tham quê tôi vào mùa đông vì thời tiết rất là dễ chịu. Thời tiết rất là dễ chịu và có thể nhìn thấy chùa và những con nhỏ của chúng. Đúng rồi. Very good. Okay. Let's move to the next part. Rồi, hometown là quê hương đúng không? Còn population là dân cư. Boat, thuyền. Coastal, miền biển. Ship, tàu, turtle, con rùa. Mình đã lướt qua những từ này rồi. Okay, so next part. Bây giờ chúng ta sẽ vào thực hành bài nói nhé. What is the name of the hometown? What is the name of your hometown? My hometown is Hà Nội. Oh, I thought it's Hưng Yên. Nhưng mà nó không có nhiều cái để kể để con À, kể. đúng rồi nhỉ. Ừ, được. Mình cũng chọn Hà Nội nữa được. Okay, your hometown is Hà Nội. And is that a big city or a small city? It's a big city. How big? It's a How big do you city. know it's big? Because it's a thủ It's a capital. đô capital. It's the capital of Việt Nam ấy. Đúng không? Yes. Yes. Okay. And now, can you describe your hometown? Is it a mountainous area or is it a countryside? Is it a city or a beach? This. It is a city, right? Yes. You can say it is a very crowded city. This is a very crowded city. With a big, large population. Thay vì nói là dân số ít, ở trên cái bài kia là họ nói là dân số ít, đúng không? Mà thành phố của mình thì lại là dân số rất là đông, thì mình sẽ nói là have a large Population. population. Rồi, nó là cách miêu tả cái Okay, next question. How long have you been living there? Been living there 10 years. À, 4, 10 years nhé. Mình phải có 4 đúng không? 10 years. I have living there for 10 years. Okay. Do you Okay. like your hometowns? Yes, I really like my hometown because it's very beautiful and okay, it's very beautiful. Mình có rất nhiều cái nói tại sao mình thích cái thành phố đấy mà. Mình có thể nói về nó có ý nghĩa gì đối với mình này. Thứ nhất là ý nghĩa của nó nhá. Thứ hai là cảnh đẹp này đúng không? Thứ ba là nó có đồ ăn ngon này, đồ ăn đặc sản này. I really like my hometown Bây giờ con ngồi nghĩ đâu? Bây giờ con ngồi nghĩ nhé. Xong rồi mình sẽ viết outline ra đây nhé. because Ok. Mình sẽ viết một cái outline để hoàn thiện một bài nói hoàn chỉnh.
Con đang dùng máy tính hay là đang dùng iPad đấy? Con đang dùng máy tính. Ok, thế thì con sẽ viết vào màn hình nhé. Mình sẽ viết lại từ đầu nè. Bắt đầu từ what's the name of the of your hometown. Mình sẽ viết lên đầu này nhé. Lên đầu trên này này. Con chỉ cần viết keyword thôi. Con đã biết chưa? Ok, rồi. Is this a big or small city? Big city. Nó là một cái thành phố lớn bởi vì nó là thủ đô của Việt Nam. Because big city because okay. Okay, con di chuột ra ngoài xong bấm một cái đi để cô nhìn thấy. Okay, big city because it's a capital of Vietnam. Không phải dùng ơ nhá, mình dùng the. Đã chưa? Mình dùng the capital of Vietnam. Rồi, Việt Nam chỉ có một cái capital thôi mà. Okay, next. Okay, very good. Now describe your hometown. À, đúng rồi. Quên mất là phần Hà Nội chúng ta nên nói là nó nằm ở đâu đúng không? Ừ, mình sẽ viết ở phần này đi. Nó nằm ở phía bắc. Nó nằm ở phía bắc của đất nước. North, đúng không? Ừ, đúng rồi, the north. Okay. Thế thì gộp chung là được cái phần capital, đúng không cô? Ừ. Located. Okay. Located in the north. Very good. Mình còn nói thêm là nó đông đúc không nhỉ?
Nếu mà nói nó đông đúc thì mình sẽ nói ở đâu? Big Giờ sân city. số đi. Ừ, đúng rồi. Sẽ nói về dân số của nó nhỉ. Nó có một dân số rất là đông. It has lost the Population. Is sao không biết được chưa? Has a lot hay lost nè? Large. Lost. L-A-R-G-E. Large. Large. It has a large Population. Population. Okay. Giờ về thiếu chữ O nhé. Has a large okay. Okay. Tiếp theo là nói về rồi, hình như con vẫn chưa thêm chữ ơ vào ấy. Con thêm rồi mà cô. À. Đã thành chữ has. Rồi, không thì mình nhớ cũng được, mình nhớ thêm ơ vào sau cũng được. Ok. Trong lúc đó con sẽ suy nghĩ ha. Sẽ nói về thêm món ăn à? Ừ, món ăn ở dưới mình có mà. Thì nói về thêm... It's a large population. Okay, very good. How long have you been living there? Twelve years. No, 11 years. Mm-hmm. So, like, you were born in Hungarian? Okay, but seems like you spend a lot of time living in Hanoi, right? I born in Hanoi. So like your mom was Hungarian, right? No, my father is born in Hungarian. Oh, so you still from Hanoi. You have nothing to do with Hungarian. Yeah. Okay. 11 years. How long have you been living? Okay. Do you like your hometown? Yes. Definitely. Yes. Mình đừng sử dụng từ like nhé. Bởi vì ở trong đầu bài có từ like rồi. Mình sẽ dùng từ khác đi. I love. Đúng rồi. We love my hometown. Nó có xong chưa? Con vẫn đang... Ủa, con này viết because this is dài dài đúng không con? Ừ. Ok, because... Mình cũng không cần viết because đâu. Mình có thể nói theo cách khác đi. Tại vì cô thấy con dùng nhiều because quá. Cô muốn cho con dùng cách khác.
Ok, tôi rất là yêu quê hương của mình. And tôi yêu cái này này, tôi yêu cái kia này. Đúng không? Không cần because nữa. I really love my hometown. I love food. I love its food. I love its food. It's beautiful. Cái khung cảnh tuyệt vời của nó. I love its food. People. I love its food. Quang cảnh là gì ta? View. Quang cảnh. View. Atmosphere. I love its food. Love view. Được không cô? Con nói lại xem nào. Là I love my hometown. I love its food. Love view. I love its food. Phải its view. Đấy, như thế thì nghe nó trôi hơn. Okay. Its people. Its food. Is view. Và truyền thống của nó chẳng hạn. Is people. And traditional. And it's traditional. And it's tradition, right? Tradition. Tradition. Okay. Okay. Rồi, hơi dài nhỉ. Okay. Mình sẽ giải thích thêm ở phần sau. Do you like living there? What? Do you like your hometown? And do you like living there? Yes. What? Yes. Được, còn bây giờ con đừng nói yes nữa, con sẽ nói I do like living there. Đúng không? Mình sẽ khẳng định rằng tôi có thích sống ở đấy. I do like living there. Living there. Rồi, bây giờ mình dùng bởi vì đi. Because tại sao con thích sống ở đấy nhỉ? Because nơi đây because it has four seasons and I want to I want to enjoy. Tôi muốn tận hưởng cái lạnh à? Tận hưởng mùa đông. Tôi muốn tận hưởng cả bốn mùa trong một năm. Ok. Là gì? I want to enjoy winter, rồi. Summer, cái gì? Được không cô? Rồi, quý con có thể nói như thế này. It is because. Thay vì mình nói because thôi, mình có thể nói là it is because. Nó dài ra một chút. Nó tự nhiên hơn. It is because Hà Nội có bốn mùa. Hà Nội gì nhỉ? It is because
Hà Nội has four seasons. Yes, because Hà Nội has four seasons. And I want to so I can thế nên tôi có thể enjoy all of them. Tôi có thể tận hưởng tất cả các mùa, đúng không? All of them. I do like living there. It is because I know. Ôi, cô phải chuyển slide cho nó đỡ ấy vậy. Cái này nhìn dễ hơn. I do like living there. It is because I know it has four seasons. So I can, nhá. Để chữ I này. Enjoy all of them. Okay, very good. Next question. What is your hometown famous for? What is your hometown famous for? My hometown famous for Hà Nội nổi tiếng vì cái gì nhỉ? Hồ Gươm. Uh-huh. Đúng không? Hồ Gươm tiếng Anh là Salt Lake. Salt Lake, đúng không? Con yeah. Okay, yeah. Cần biết nào? Con có thể nói là nổi tiếng về những di tích lịch sử, đúng không? Di tích lịch sử. Hồ Gươm cũng là một di tích mà. Di tích lịch sử thì hay hả? Di tích lịch sử tiếng Anh là gì nhỉ? Cô nhớ. Đúng không? Con không chắc nữa. Historical site hay là cái gì đúng không cô? Historical relics. Con nhớ từ đấy không? Nhớ từ historical rồi. Nhớ từ đằng sau. Cô có thể đánh vạch nhà con từ đằng sau. Historical. R-E-L-I-C-S. C-I-S. R-E-L-I-C-S. Okay. Famous for historical receipt. Relics. A relic. Relic. Di tích lịch sử chúng ta có rất nhiều. Chúng ta có thể kể tên ra. Di tích lịch sử có những gì nào? Văn miếu Quốc Tử Giám đúng không? What else? Văn miếu. Nhắc đến Hà Nội không thể không nhắc đến văn miếu được rồi. What else? Quốc Tử Giám thêm. Phố cổ. Ok. Hai chấm nè. Đầu tiên là Quốc Tử Giám. Quốc
Tự giảm tempo. Old pattern. Hoàn kiếm lách. Hoàn kiếm con. Hoàn kiếm là gì nhỉ? Sword. Sword cái kiếm ý. À. Con nhỏ con nghĩ là hoàn kiếm là tên riêng thì con nghĩ là hoàn kiếm lách. Nhưng mà người ta cũng hay viết là sword lách đấy. Sword để cô đánh vần cho nhé. Ok. Ok. S-W-O-R-D. O-R-D. Ok. Short like. Có sắc tầm bị trùng với cái mũ áo. Trùng với gì nhỉ? Short like. Có nhìn famous. Nó chung với màu áo à? Ok, let's see. Rồi, cái này đỡ hơn không nhỉ? Famous for his relics. Relics. Relics, đánh vần hơi sai. Để cô đánh vần lại cho nhé. À. Đó. Ok. With the tempo of quarter, sword leg, etc. Vân vân nữa đúng không? Yes. Ok. Next. What do you like most about your hometown? In my hometown, I like most là chúng ta có những gợi ý ở đây này, chúng ta có freshness, beautiful sights, peaceful or delicious food. In my hometown I like delicious food and the food I like most is pho. Ok, nghĩa là cái câu hỏi này ấy, nó hỏi là con thích nhất điều gì ở thành phố này, con thích food hay là con thích cái sự bình yên của nó hay là con thích cảnh đẹp. Là food nhé. Yes. Mình làm phút nhá, cho nó đa dạng. Ok. Bây giờ con sẽ nói thứ mà tôi thích nhất về thành phố này đó là ẩm thực. In my hometown, I like most is the delicious food. The food I like love the most. In my hometown, I like delicious food. The food I like most is the pho. Bây giờ con có thể nói như thế nào nhỉ? Con có thể nói như thế này này. Annotate để cô viết cho. What I like most. I like most about my hometown, about Hà Nội đi. Mình nói hometown dùng nhiều rồi, mình lại nói Hà Nội thôi. Hà Nội is it. Nền ẩm thực của nó là gì nhỉ? Delicious food. Nền ẩm thực là no, I don't know. Cuisine.
Cuisine chứ nhỉ? Cuisine biết thế này không nhỉ? Con biết từ ẩm thực không? Cuisine. Culinary, con thấy người ta ghi là culinary. Culinary là tính từ. No, I don't know. Để cô tìm từ chính xác xem nào. Cuisine. Đây, đúng rồi. Cuisine. Chữ E nữa. Yeah. It's cuisine, nền ẩm thực của nó. Rồi, bây giờ mình viết tiếp nhé. Trời ơi, lẫn màu quá. Càng lẫn màu hơn. Okay, what I like most about Hanoi is its cuisine. Rồi, bây giờ mình viết tiếp nhé. Điều mà tôi thích nhất ở Hà Nội là nền ẩm thực của nó. Bây giờ mình bắt đầu nói là mình thích những món ăn nào này. I like pho and yes, I like pho. What else? I like and bún chả. Con có thể nói là tôi thích phở và bún chả của Hà Nội. Và không nơi đâu có món phở ngon như thế. I like phở and bún chả and no, I like phở and không nơi đâu. Hoặc là con thể nói là phở Hà Nội là loại phở ngon nhất. Hà Nội có những món phở ngon nhất. And Hà Nội has con has the best pho. As the best pho. The best pho. Đúng rồi. Okay. Okay. Rồi con bỏ ra xem nào. Con biết vô ạ. Tôi thích phở này, tôi thích bún chả này. I like phở thôi. And Hà Nội. I like phở here. Tôi thích món phở ở đây, đúng không? I like here. And Hà Nội. Phở ngon nhất thế giới. Best. Has best. The best phở. Has the best phở. The best phở in the world. The world. Why not? Okay. Okay. Mình cũng có thể nói thêm là
In addition, thêm vào đó, còn có vô vàn các món khác. Còn có vô vàn. Có nghĩa này được rồi. Ừ, con có thể nói thêm nhé. Cô gợi ý như thế. Ok. Is there anything you dislike about it? I did like a... I dislike the air in Hanoi because it's so... Because it's very polluted. Đúng rồi. Rồi, nhưng mà đầu tiên mình sẽ dùng tuy nhiên là gì nhỉ? However, tuy nhiên cô dâu however đúng không mà cô? However đúng rồi. However, tuy nhiên, however, the air here is very polluted. Đúng rồi. Thay vì mình dùng the air, mình có thể dùng the atmosphere. Không biết lên đây. Cái gì ta? The however. Rồi, however. Ever. However, the air. Con không biết cái từ atmosphere gì cô. Ừ. Cô đánh vần cho nhá. Dạ. A-T-M-O-S-P-H-E-R-E. P-R-E. Okay. Here is very polluted. Okay. 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 Rồi. Vậy là xong. Rồi vào cuối bài mình có thể là nói là tuy nhiên tôi vẫn rất thích thành phố này, đúng không? Yeah. Ok. Và bây giờ cô sẽ cho con một trang trắng để con chụp màn hình nhé. Ok. Ok, here you go. Ok. Rồi, bài này deadline sẽ là thứ ba nhé. Con sẽ làm bài kia nữa. Ừ, đúng rồi. Bài kia thì chủ nhật đúng không? Ok. Rồi. But, so we ran out of time. Our lesson has ended today. So I will see you in Tuesday next week. Ok. See you next week. See you next week. Have a good 20 November. November 20. Ok. Bye, see you. See you.